Rồi, hello cả nhà nha. Hôm nay em lên tiếp cho cả nhà ít sản phẩm cũng thương hiệu trà nước Ý, nước Ý Đan Mạch đồ và thương hiệu. Rồi đầu tiên thì em cũng lên chiếc thương hiệu đến từ nước Mỹ từ Mỹ nha. Đó là dòng quân đội Everest, thương hiệu của Mỹ. Dòng này kim cọc số dây quang rất là sáng nha. Này không có đèn rọi để em ấy cho cả nhà. Kim cọc số dây quang rất là sáng. Dòng thương hiệu của Mỹ nha cả nhà. Dòng quân đội vỏ thép không rỉ, một cái lít gốc bây giờ size rất vừa bằng các cổ tay anh em Việt Nam mình, đó là size 38 nha. 38 nhìn rất là to nha. Dây dù xịn đã thay mới nè, bộ dây dù thương hiệu của Mỹ, size 38 rất là vừa bằng tay cho anh em nè, còn rất mới luôn. Thương hiệu Everest, thương hiệu của Mỹ USA nha. Made in Japan này, sản xuất tại Nhật Bản nha. Thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Nhật Bản. Kháng nước 10 ATM. Vỏ thép không rỉ, tất cả là vỏ thép không rỉ nè. Dây dù rất là xịn nha. Đây, tại 16.5 nè, đều rất đẹp nha. Size 38 mà đều như size 40, rất đẹp luôn. Dòng quân đội của Mỹ. Thanh niên đều rất là đẹp luôn. Trẻ trung năng động, dòng quân đội mà. Kim nó có chữ Everest, chữ E luôn, có nhìn thấy không? Kim đỏ nè. Rồi, size 38 nha. Cái này em để như mình là 780.000 nha mày. 780.000. Thương hiệu của Mỹ nha mày. Cánh đại bàng nè. Cánh chim Everest. Everest nè. Cái nước BTM. Rất đẹp, mới. Tiếp theo em lên chuyển nhà tiếp một chiếc thương hiệu đến từ Ý nha. Chiếc này rất dòng rất xịn nha cả nhà. Lockman nè, cả nhà cái sợ thương hiệu Lockman cũng của Ý nè. Dòng này dòng rất là xịn, dòng này chạy máy thụy sĩ. Cả nhà nếu mà rành mồ thì máy thụy sĩ này là máy V8 nha. Nó chạy V8 màu xanh á, chạy trên những dòng cao cấp của dòng thụy sĩ rồi. Đó, đây thương hiệu của Ý nha. Mặt vàng, form dáng thể thao trẻ trung. Chất liệu vỏ nó một cái lịch lọc nè, lịch lọc mà gốc 6 giờ nè, nhìn chưa chỉnh lịch. Mặt vàng cọc số học trò nha. Dây khó nguyên rin luôn. Đây. Vỏ nó là chất liệu bằng aluminium nè, nhôm nha cả nhà, rất là nhẹ luôn. Đây, là thiết kế của Ý nè. Lockman nè. Aluminium kép nè. Em sẽ gửi hình máy cho cả nhà, máy xịn nha, máy V8 nè cả nhà biết liền. Đó. Rất mới. Cái nấm này nó đã xấu, em đã thay một cái nấm khác mới cho cả nhà rồi. Dây da rin nha. Dây da bò rồi rin màu vàng. Nhưng mà sẽ không tránh khỏi vết dơ nha. Em sẽ tặng bộ dây mới cho cả nhà. Máy thụy sĩ nha. Size mặt nó size 37. Dọc của nó là 49 nha, 37 nhân 49. Vỏ nhôm mới luôn mình, mới tinh. Aluminium, dây xịn luôn là Ý nè. Em lấy sẽ tặng cho nhà bộ dây da, da bò nha. Dây bò phân xước, phân xi măng. Dây của nó là dây 22 nha. Đây, tay em lên nè. Nó sẽ tương đương tròn của 41, 42. To đẹp, thể thao. Mình đeo dây thích thể thao vàng, nổi đẹp nữa, tiền đeo dây vàng. Không thích mình thay dây khác, đeo. Mặt rất đẹp nha. Mặt đẹp, kính đẹp luôn, rất là mới. Sport, dòng sữa lam, dòng sport. Bộ kim dài quang nè. Rất đẹp nha. Vỏ rất mới luôn. Rất là thể thao luôn. Đây lên tay nè, rất là trẻ trung đẹp luôn. Này của nam nha. Rồi chiếc này thụy sĩ nha. Nên để nhà 1 triệu nha, kèm bộ dây mới nha. Tặng cho nhà bộ dây mới 1 triệu. Máy thụy sĩ V8 nha. Cái nhà có sập máy V8, nó sẽ ra máy to. Rồi tiếp theo là một chiếc The Clubham 1964 nha. Một dòng của Seijin nữa nha. Cái The Clubham là tập đoàn lớn mạnh của Nhật Bản nha. Chiếc này rất là mới.
mới tinh luôn nha, siêu mình chưa bóc luôn. Mặt nâu cà phê nha, nâu này nâu rất là đẹp luôn, nâu này rất là nâu sang nha. Với cà phê đậm luôn, cà phê mà ánh vàng hồng á. Cái mặt nó có nhà đẹp luôn. Full 6 kim channel wrap. Mọi chức năng hoạt động ok hết. Dòng Seabot nha, 1964. The Clock House nha. Mua cái lịch có 3 giờ nè. Kim cọc nó có dạ quang nè, nhỏ nhỏ nha. Kim cọc dạ quang rất là mới luôn, form rất đẹp, có vết vài vết xước dâm mà rất mới. Dòng này thấy đeo còn nguyên tem đít luôn. TCH Sport nè, mẻ nó TST030M nha. Tất cả là vỏ thiết không rỉ nè, kháng nước 10 ATM nè, còn siêu đít luôn nữa nha. Dây khó nguyên rin. Đem ra xem mặt, sai mặt của nó là sai, con này sai cỡ 39 nha cả nhà, cỡ 39, sai cỡ 39. Cái nấm là 42. Nên to còn dây nhìn lên tay này. Rất đẹp và sang nha, màu này rất là sang luôn. Chôn rác thì cái nhà biết rồi, nó là kim thể thao nha. Khi nào mà dùng bấm thể thao đến giờ thì cần tính giờ cái gì mình bấm, không bấm trả lại. Dây tay hiện tại thì nó nằm cỡ 17 nha, 17 thoải mái. Nếu nhà mà tay to thì báo em kiếm dây mắc hơn, mà chiếc này kia có 17 là đẹp rồi, 17 đủ lại là đẹp rồi. Đeo rất gọn nha, form này đeo rất gọn. Size 39, càng của nó là càng 45.5 nha, 45.5. Dây khóa nguyên rinh, rất là đẹp luôn. Chiều một con khóc lum. Chiếc em để cho mình là 950 nha cả nhà. 950k. Cái nhỏ không cả, mấy nhỏ sớm. Rồi, tiếp theo em lên một chiếc TVK Steel nha. Là một thương hiệu đến từ Hà Lan, cả nhà cứ search ra nha. Một thương hiệu đến từ Hà Lan nha. Chạy máy automatic nha. Vỏ vàng hồng, vỏ vàng, dây khóa nguyên rinh nè, thương hiệu nó nè, TVK Steel. Dây nè bên Nhật thay rồi, thay mới rồi. TVK nè, núm cổ chai, núm như hình lựu đạn như thế này. Một cái lịch lúc 3 giờ nè, kim cọc số, có dạ quang nha. Rồi bữa nay em không có đèn, không chiếu sáng được, đèn yếu á. Kim cọc nó dễ quen nha. Size này dành cho anh nào tay to nha cả nhà. Nước vàng rất đẹp nha, nước vàng rất đẹp. Khế automatic. Chạy chiếc này chạy máy automatic của Miyota nha. Cả nhà nhìn máy nè. Đó. Máy Jiba Miyota của Nhật Bản nha, khá nổi tiếng, máy này thì bền bỉ theo thời gian rồi. Nè, vỏ kháng nước 10 ATM, tít bắt ốc nha. Automatic nè, mã seri này có nhà cái sợt nè. Thương hiệu đến từ Hà Lan nha các nhà. Vỏ thiết không rỉ. Chiếc này thì nó thiếu một sợi dây. Em khiến cái màu vàng hồng nè, màu vàng hồng này không có. Dây gắn vô đây nè, sợi dây xích á. Cái này chỉnh giờ, cái này là nhà vặn ra. Đó, chỉnh lịch nè, chỉnh lên dây nè, có auto hỗ trợ có tay nha. Đó. Chỉnh giờ này vặn vô. Nó có sợi dây xích này nè, hình như trái đầu đạn, rất là ngầu. Size mặt size cho anh này tay to nha, size 50 nha cả nhà, thương hiệu đến từ Hà Lan, rất là xịn luôn. Kính có xước dâm, nó có xước cái góc chỗ này nè, cái góc tay em chỉ nè. Rồi còn đâu là đẹp, nấm có thương hiệu của nó nè, size 50 nha cả nhà. Dành cho anh đây nè, 19 nè, đó. 18, 19 mà thích đeo to thì chiếc này kính có xước dâm. Giá rất đẹp, to mà rẻ rất đẹp, bằng chiếc đồng hồ máy Nhật thôi, máy pin thôi. Rất to nha, size 50 á, size 50 càng của nó nè, 50 càng nó năm càng 59 nha, 50 càng 59.
cho nên rồi chiếc này em để cho mình là 1,7 triệu nha, máy nhập xịn sò, máy nhập xịn sò giá 1,7 triệu nha cả nhà, thương hiệu đến từ Hà Lan nha. Rồi tiếp đây em có một chiếc đến từ Đan Mạch nha, cô phê đọc như là cốt phê của mình vàng déo vậy tên cô phê nha, đến từ thương hiệu Đan Mạch, mặt caro nè, cọc số nổi nha, cọc số nổi, form rất lạ đẹp luôn, size mặt của nó là size 38, size 38 nha, càng của nó là 46, 38 càng 46, dây xịn của nó mà dây da bò lộn như da bò lộn hay sao lộn, nó xịn luôn, đục lỗ thoáng khí, dây khó nguyên rinh. Dây của Ý nha, made in Italy nè. Đây thông số nó là vỏ thiết không rỉ nè, kháng nước 50m, cô pha nha, thương hiệu đến từ Đan Mạch, cái nhà có lên đọc lịch sử, tất cả con đêm mới. Nó có một lỗi chỗ này, lỗi chỗ này là kính chày góc này nè, chày này cày chày xuống vỏ thiết luôn đó. Còn đâu là đẹp, đeo ok hết, thương hiệu Đan Mạch. Chiếc này đeo tương đương tròn cỡ 40, 39 nha cả nhà, 39 tròn, form đeo rất lạ luôn, form được form bầu, thương hiệu Đan Mạch nha, máy Nhật. Đây có mặt trời, cái này em sẽ lấy được cho nhà xíu này nè, nó chỉ chạy đây thôi, chạy sau đây nè, chạy cho phần kính nè, đeo rất đẹp nha. Cofa thương hiệu đến từ Đan Mạch. Rồi chiếc này em để cho mình là 650 nha, cái bộ dây rất là đẹp luôn, chất lượng ở chỗ bộ dây nữa nè, những ngày 650 thương hiệu đến từ Đan Mạch. Rồi có tay em đeo đẹp nè, đó 16 16 cho 5 là đeo rất đẹp, rất vừa vặn, đẹp tay luôn, thể thao nữa. Rồi 650 nha cả nhà. Rồi hôm nay em lên nhiêu đây nha cả nhà, những nhà video sau. Cảm ơn để nhà đã luôn theo dõi và ủng hộ. Hẹn cái nhà video sau. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha. Ba cả nhà.